Thưa quý vị, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cùng với tuổi trẻ cả nước, các cấp cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã sôi nổi tổ chức ngày đoàn viên nhằm khơi dậy niềm vinh dự và tự hào của đảng viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cũng như bồi đắp giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước cho thanh niên. Tại thành phố Đà Nẵng, ngày đoàn viên năm 2022 được các cấp cơ sở đoàn tổ chức một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn tại từng đơn vị, địa phương. Trong đó chủ đạo vẫn là các hoạt động về nguồn, hành trình đến với địa chỉ đỏ nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong thanh niên. Năm nay, quận đoàn Hải Châu cùng các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong ngày đoàn viên, gồm có chúng tôi tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động an sinh xã hội cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận, thăm các di tích lịch sử, các nhà lưu niệm trên địa bàn thành phố. Nhà trưng bày Hoàng Sa những ngày tháng 3 này đã đón rất nhiều đoàn viên thanh niên của các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, sinh hoạt chuyên đề nhân ngày đoàn viên. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, tự thân mỗi đoàn viên thanh niên sẽ càng hiểu hơn về trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đối với tôi là một người giáo viên lịch sử thì tôi luôn mang trong mình lòng yêu nước nồng nàn, và qua thời gian thì tôi luôn trau dồi chuyên môn của mình và luôn lan tỏa cái lòng yêu nước đó đến các thế hệ học sinh của tôi. Đến tham gia ngày hội đoàn viên và đến với lại nhà trưng bày Hoàng Sa thì bản thân em cảm thấy rất là tự hào, vì qua đó thì em hiểu thêm về chủ quyền biển đảo và cảm thấy yêu nước, tự hào hơn. Thiết thực tổ chức ngày đoàn viên, các quận huyện đoàn trên địa bàn thành phố cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, về lịch sử của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân, đoàn viên có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, kết nạp đoàn viên mới, cũng như đa dạng hóa các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên, từ đó không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên.